mặt mà nước lạ lùng biến nhẹ nhẹ, mặt mà nước lạ lùng nghỉ, ông hoàng bơ thoại đi chân dung nghỉ khác thường. Ông bơ thoại nghe đường đường nghỉ sóng bao tình, bạc ngớn nhường ngờ thiết thảo nghi nghi oai phong thanh xuân một đấng anh hùng toàn tài nghi văn võ lâu thông nghi 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 mọi đường nghi nghi yeah.
nghiêng gió chén rượu đào, nhìn vườn á dâng lên đề ngọc các cô nâng mơ là mời giữa ông bơ ngự sơn, các cô nâng mời giữa ông ngự sơn thì bay nghiêng gió chén rượu đào, tám phần chủ dâng lên đề ngọc tình đức ông bơ.
bơ cho đổi sầu. Lấy thank you.
lại về chân đạo duyên. Trên bảo hà
việc ấy mau sửa sang ra đứng. Vừa ý ông bày gần đầu vô gối ban khen. Dâng bộ khanh đẹp tiên cô nàng đôi ni, dâng nghi bộ khanh đẹp xem nghi hà tàu xứ nghi móc nghi bằng vàng. Đất gần Lào cả đốt đỉnh nhang trầm tiếng cô nàng từ đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô soi cho tỏ cô cầm bóc thiêng. Chiều cùng với thuốc lá cành cành tiên ngại dám tìm tiếng cô nàng sáu tình mình nết cô nhu mì dâng ông một con quân mã đều bầy đi chấm đồng. Đàng ngũ âm nghe nón nàng tiếng cô nàng tàm dâng dâng chiếc lược ngà đôi tay cô chạy chút trông thật là khéo tay. Tiếng cô nàng chỉ nghe hiểu điều ai tay ngày ngày cô chỉ thêm một đôi giày dần dần nghe ông tiếng cô nàng người thắt dài lưng hồng nghề cánh ba giờ tí cô cầm cô bước đi ra cô mời một nghỉ quạt nước pha trà âm nghĩ tiếng bình ngọc có đôi tay là cô dẫn đi cô mười hai là cô bê tân an mười hai các cô tiên nữ hồ già với bê ngọc gió sàng khi thấy nhà ông giờ ra xem nghi có bốn chữ gì đức nghi nặng tương quý không có say một đi với đời bắt bạn hùng binh lệnh không phải chuyện bắt bạn vạn đi hùng binh kiều vàng tàn tí giúp ông phải về bảo hà tâu đông ra hồi cùng trương thủ nghe quan hoàng mười trương thủ nghe về huyền thiên bản là quan phủ xanh
trông đất chỉ rời gươm thiêng nghi nghi trông đất chỉ đánh đông đông nghi dẹp ngờ bắt việc ngoài bình nhung nghi người nay thì mong hoàng người sớm khuya hương khói đẹp nhạc phục thờ trận kinh có chú nam mô a di đà phật hoàng vương ngự đồng hoàng người có gió thần thần giọt che diệp đào nhấc phần sơ dâng lên đề ngọc các o nâng mừng là mời rước quang hoàng người xưa các o nâng mời rước quang hoàng xưa tại yên giọt như chén rượu đào à dâng lên vị ngọc các o đơn bờ là người dưới quan hoàng người xưa ô dưới quan hoàng người xưa
quỳnh tiếng giọt chén rượu đào. Tam tuần chúng dâng lên bề ngọc các o nâng mơ là mời rước quang hoa mời sơn ta rời rước quang hoa sơn. Đầy vơi lòng hoa
tiếng có nàng người thọ thẻ điểm oanh oanh mặn và cô nàng người thọ thẻ điểm oanh oanh mặn và thơ ngâm một khúc khiến lòng hoàng cứ lâng lâng. Còn đôi cô mua lượt bài đông, 12 cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông gió ra. Đời người chỉ ngắn tật gan chứ, đời người chỉ ngắn có tật gan, gắn tu nhân mà tích đức ắt vẻ vang sau này. Như cây muốn tốt lá mà xanh cành, tươi lang lang tốt mà vô hồng mà hồng tươi. Xe mây vàng thương
xa hồi. Là bóng cô bơ xinh xanh, là bóng cô bơ. Cô xuống dương dáng như đồng gốc xưa cũng như ba bông. Hai hoa hoa ngọc nghỉ lạc trong lâu đài tuổi chừng 19-20. Mười tám đôi mươi hình dòng nhan sắc được người thân tin lựa nhan duyên đại bè gì. Cô linh đinh một chiếc thuyền
thuyền rông. Khi em chơi tay cô bé là nghi, lúc nổi sóng to tay cô cầm trèo lên thiên dương quang 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 trèo từ phong mục quang quang sóng quang giá tới đền sông quang quang hò quang trèo tới đền sông quang quang sóng quang cô bơ trèo lúc lâu quang sóng quang xa đến quan chào hò sóng quang xưa sáng ngày khăn áo quang quang hò quang trèo sang đình đình quang quang sóng quang sông nước hữu tình quang sóng vẫn nuôi tình quang quang hò quang vững tình cũng bơ vơ quang quang sông quang bát bãi cũng trèo chơi quang sông quang xa tới phụ dây quang quang sông quang cùng văn con đàn hạt quang ấy sông quang đàn hạt dân cô quang quang sông quang linh đình cô lễ mẫu quang sông quang lễ mẫu cô dân quang quang hò quang cô lại trèo ra quang quang sông quang xa tới chùa hương quang quang sông quang lên chùa niệm Phật niệm Phật quang thần quang quang sông quanh núi thiên đình quang sông quang hoa đình cây quế sông quang qua dòng sông đầy quang quang sông quang qua cửa thần phùng quang quang hò quang cũng về phong mục quang quang sông quang về tới họ hồ quang quang sông quang về bản đền đây quang quang sông quang thiên đã tới bên quang sông quang tới bên cô con xin cô gác mái treo bơi để cô lên nhi đi khoan hò dô khoan cành xanh mặc nghi
vọng trong hoa.
cho nên cô phải giáng sinh tuổi vừa lên nhà chính thần hình bỏ thơ trần giang. Trần giang biển tiếng đông ở đường cô bé trên ngang xin thay cô bé trên ngang cầu chữ cảnh phân phong nghi quá bố
trăng nghe mặt nghi vọng trên nghe ba tiếng hồi họp tình khúc đàn dòng ca vòng bạch ngọc tay ngà ôn khúc quạt thanh phong nghi áo lục xiêm soi trong hạ nghiệp soi về sơn trang soi trong nam biển soi về đến đâu dương tuổi thơ 30 tuổi
người tư hôm rằm ba mươi mùng một, hôm rằm mười tư.
tấp nập rộn ràng bản đến đây, tấp nập rộn ràng. Căng đèn nở kết chữ rước cậu bé Hoàng về xa ngự vui. Vì chứng đang diệt ngã tích tăng cúng giàn kim phục hoàng thân cận Phật thành tín trung ương. Chứng mã chứng đại cấp vì chứng mã chứng đại cung phụ đệ tử đời đời vinh hoa. Quan chương trình đàn diễn cô 9, cô 10, 11, 12, dân cầu
cánh bông hoa thơm, bông hoa xinh nhật, bông hoa to nhất cầu đang sắc trên đỉnh nhẹ đầu ý. Các cô ra mà xem, cô còn mà dịu sao, cô còn dịu gì, ba bốn cô quấn quýt để cậu quên cả một túi tiền nghề. Anh đến cung nguyện, anh đến cung nguyện cho cậu hoàng tôi nhắn gửi tới ông chàng à. Lần sau cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ.